Câu chuyện tấm cám, chuyện bên lề. Vào một thời điểm nào đó chưa biết trong tương lai, có một cô gái tên Tấm đang ngồi khóc nức nở, mặt ủ rũ và đầy lo toan với thúng bột sắt trộn lẫn bột than. Làm sao đây? Làm sao có thể lựa được bột sắt than ra bột than bây giờ? Mẹ mình sẽ quấn mình chết. Mà bữa nay mình còn có hẹn với bạn Cám đi xem phim tấm cám nữa mà. Làm sao đây? Này cô gái, hãy dùng thỏi 500 mà ta ban tặng cho cô đây. Ta xin lỗi, Tấm cố gắng nhé, ta đi đây. Aloha! Welcome back to the world of physics. My name is Nerdy Kusko from Intertune Education. And today let's talk about what we see thing in a magnet. Có vẻ như là 500 quả là thần kỳ. Ít nhất là nó cũng đã giúp được cô Tấm của chúng ta có thể nhặt được cái vụn sắt ra khỏi đống than để kịp giờ đi chơi với lại bạn Cám. Nhưng tại sao 500 lại có thể có một điều thần kỳ như vậy? Bởi vì magnets is object or device that can create an area of magnetic force around it. Như chúng ta đã biết, force is a push or a pull acting on a certain object. Và 500 cũng vậy, nó có khả năng có thể hút được các vật ở xung quanh của nó, lực đó sẽ gọi là magnetic force. Area trong phạm vi lực tác dụng đó được gọi là magnetic field, hay còn gọi là từ trường. Và các vật khi ở trong area đó sẽ chịu tác dụng của các lực từ mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với lại 500. Điều đó cũng giống như là trường hấp dẫn của trái đất có xu hướng là tác dụng hút tất cả các vật xung quanh lại với nhau. Và điểm đặc biệt của từ trường này là nó được sắp xếp một cách rất là đối xứng bởi những đường cong khép kín và xen kẽ lẫn nhau. Những đường cong đó thì tiếng Anh sẽ được gọi là magnetic field lines. Đồng thời, sự phân bố của các đường sức từ ấy cũng cho chúng ta biết được rằng ở nơi đâu từ trường sẽ là mạnh và nơi đâu từ trường sẽ là yếu thông qua một khái niệm như sau. Magnetic field lines tell us where the magnetic field is strong or weak, and their lines are always close. Ngoài ra, các bạn lưu ý, ở đây mức độ mạnh hay yếu của từ trường sẽ được đo ở đơn vị là Tesla, theo tên của nhà bác học Nikola Tesla. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu rằng 500 có thể hút được tất cả mọi vật xung quanh có khối lượng giống như là trường trọng lực xung quanh trái đất đã làm được? Câu trả lời đó chính là no. 500 chỉ có khả năng hút được một số vật nhất định và những vật đấy sẽ được gọi là magnetic objects. Trong đó thì những magnetic objects luôn luôn có chứa một trong ba chất sau: iron, nickel và carbon. Đó cũng chính là lý do vì sao siêu anh hùng Iron Man mà chúng ta đã biết có thể mặc được các bộ giáp sắt từ xa như đoạn clip sau đây. Và khi mà nhắc đến 500 thì chắc hẳn là ai cũng sẽ nghĩ đến đó chính là la bàn, hay tiếng Anh gọi là compass. Và nó được dùng để xác định phương hướng. Nhưng vì sao chiếc la bàn lại có thể xác định được phương hướng? Cơ bản là bởi vì đó là tính chất của 500. Và 500 có khả năng định hướng mà luôn luôn không đổi. Và nó luôn luôn hướng theo trục Bắc Nam khi mà 500 đang để tự do. Và từ đây cũng có thể suy ra được rằng là đối với đầu 500 chỉ sang hướng Bắc sẽ gọi là cực Bắc, và đầu 500 mà chỉ sang hướng Nam thì gọi là cực Nam. Và đồng thời, đương nhiên là các đường magnetic field lines bên trên cũng được chỉ định theo hướng ra Bắc và vào Nam. Bây giờ nếu như mà mình có thể thay đổi các đồ vật xung quanh của 500 bằng một thanh 500 tương tự thì các bạn hãy suy nghĩ thử xem điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Có hai phương án cho bạn lựa chọn. Một là chúng sẽ hút nhau, và hai là chúng sẽ đẩy nhau. Vậy thì câu trả lời đó chính là cả hai. Như ban đầu, nếu các vật kim loại được đặt gần 500 đều có xu hướng bị hút vào, và điều đó chỉ đúng với các vật có chứa một trong ba kim loại đã nhắc tới trên. Tuy nhiên, tính chất đó sẽ được thay đổi khi thay thế bằng một 500 có hai cực như sau: like poles repel each other, which is called a repulsion. And like poles attract each other, which is called attraction. Giống như đoạn clip dưới đây, khi mà tôi đẩy chiếc xe có chứa 500 bằng một 500 khác thì xe lập tức bị đẩy đi. Nhưng nếu đổi cực lại của 500 thì ngay lập tức nó bị hút liền. Và trong thực tế,
Nhờ vào tính chất đặc trưng của lực đẩy và lực hút của nam châm mà chiếc xe đồ chơi ban nãy sẽ hóa thành Magnetic Levitating Train, hay chúng ta thường gọi là tàu điện từ siêu tốc, nhưng với cơ chế rất phức tạp hơn. Ok, để tổng kết lại bài học ngày hôm nay thì mình mời các bạn hãy cùng đi câu với mình, nhưng đi sẽ đi câu theo một hình thức khác. Bụt ơi, cho con mượn lại chiếc nam châm mà ban nãy Tấm đã mượn của Bụt nhé. Trong hằng hà cơ số đồ vật dưới đây thì các bạn hãy giúp mình thử xem là nếu như dùng câu nam châm như vậy thì có thể khai thác được những vật dụng gì dưới đây nhé. Các bạn hãy pause video này lại và quan sát để có được những đồ vật ưng ý nào mà mình có thể lấy được cho các bạn nào. Kết quả đó chính là chúng ta chỉ thu nhận được nam châm, paperclip, cục tạ và trái đất. Way. Nhưng có cả trái đất nữa à? Yeah, đúng rồi. Bản chất của trái đất nó cũng là một khối nam châm lưỡng cực và có cực nam gần với vị trí cực bắc, và cực bắc của nam châm lại nằm gần với vị trí của nam cực trên tọa độ địa lý của trái đất. Từ trường của trái đất rất yếu, nó chỉ ở mức khoảng millitesla, nhưng tầm quan trọng của từ trường này là hết sức rất là to, rất lớn. Nó được xem như là lá chắn bảo vệ cho bầu khí quyển dưới mọi tác động của bức xạ vũ trụ hướng tới trái đất của chúng ta. Hy vọng là chủ đề magnetism hôm nay thì đã đủ lực để có thể thu hút các bạn xem hết video và hiểu rõ về những gì đang diễn ra hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đi với mình đến hết video. Hãy like để và share để mà lan tỏa được những niềm vui khi học vật lý các bạn nhé. Đừng quên subscribe kênh để Intuitive có thêm động lực lan tỏa nhiều giá trị kiến thức khoa học đến gần hơn với mọi người nhé. Xin chào.